Nếu bạn muốn xây kênh để kinh doanh online hiệu quả nhưng mà làm video mãi vẫn ít view, vẫn không viral và vẫn không cán đề xuất thì có thể là bạn đang dính một trong hai cái lỗi lớn sau. Bây giờ mình sẽ chỉ cho bạn cách để tự kiểm tra. Trường hợp 1, setup kênh chưa chuẩn. Cái lỗi này mà dính á, thì các bạn sẽ rất khó để phát triển về sau. Ok, đây là cái file viral checklist mình tạo ra để giúp các bạn học viên của mình tự khám kênh, tự khám video ngay trong lúc làm. Và mình sẽ để cái link download này ở bên dưới. Bạn hoàn toàn có thể vào link bên dưới tải về và dùng thoải mái. Mình share lên đây cho các bạn cùng xài nha. Nếu mà bạn dính một trong 10 lỗi sau đây ở phần 10 checklist tổng quan kênh thì sẽ khiến cho kênh của bạn bị chậm phát triển, video khó gắn đề xuất hơn. Thứ nhất, tên thương hiệu đồng nhất ở các kênh, nếu có thì chấm một điểm. Cái tên kênh của các bạn có khác biệt và dễ nhớ hay không? Nếu có, các bạn chấm một điểm. Cái URL kênh nó có gọn gàng, dễ đọc hay không? Ví dụ đây là cái URL kênh nè. Nếu mà URL kênh của bạn gọn gàng như vậy thì chấm một điểm. Thứ tư là cái avatar của bạn có rõ ràng, dễ nhìn, dễ nhớ. Nếu mà các bạn xây kênh thương hiệu á thì cái avatar của bạn nó có nhìn rõ khuôn mặt của bạn hay không? Nếu có thì các bạn chấm một điểm. Cái phần mô tả kênh có nêu được lý do tại sao người ta nên follow mình hay không? Các bạn cần phải ghi ra những cái giá trị cụ thể thì người lạ người ta mới muốn follow bạn nha. Nếu có thì các bạn chấm một điểm. Các bạn có một yếu tố signature lặp đi lặp lại ở tất cả các content hay không? Ví dụ như là khuôn mặt của các bạn, giọng nói của riêng bạn, hoặc là một background nào đấy chỉ bạn mới có, hoặc là một cái bộ đồ, hoặc một cái diện mạo nào đấy mà chỉ có kênh bạn mới có. Nếu có, các bạn chấm một điểm. Rồi, các bạn có thường xuyên đăng video đạt tối thiểu 5 video một tuần hay không? Nếu nhiều hơn càng tốt nha. Nếu các bạn đăng được ít nhất 5 video một tuần thì các bạn chấm ở đây một điểm. Hầu hết các nội dung trên kênh của các bạn có cùng nói về một cái chủ đề hay không, hay là các bạn nói tùm lum mọi thứ luôn? Nếu các bạn nói cùng chủ đề thì chấm ở đây một điểm. Rồi, cái lỗi này là lỗi đặc biệt nghiêm trọng nè. Cái kênh của bạn có verify email và số điện thoại chưa? Nếu mà kênh của bạn còn chưa verify email và số điện thoại á thì khả năng cái video đăng lên bị flop sẽ là rất là cao. Tại vì không có nền tảng nào mà muốn những cái account ảo được viral cả. Cho nên kiểm tra ngay, chưa verify mail số điện thoại phải làm ngay lập tức. Rồi, nếu đã làm rồi thì bạn chấm ở đây một điểm. Cuối cùng là cái tài khoản của bạn đã bật bảo mật 2 lớp chưa? Nếu mà các bạn không bật bảo mật 2 lớp á thì sau này có khi bạn sẽ mất toàn bộ thành quả của mình đã xây dựng suốt nhiều tháng nhiều năm. Nếu các bạn đã bật bảo mật 2 lớp rồi, các bạn chấm ở đây một điểm. Nếu kênh của bạn đã làm tốt 10/10 những cái thứ mà mình đã liệt kê ở trên mà vẫn chưa có được video cắn đề xuất, chưa có được video viral thì chắc chắn là các bạn đang rơi vào trường hợp số 2. Trường hợp 2, video của bạn chưa làm đúng kỹ thuật để khớp với thuật toán và khớp với hành vi của người dùng. Ở phần này, mình sẽ có 20 chỗ để các bạn kiểm tra. Các bạn chỉ cần đạt được 90% điểm, có nghĩa là 18/20 là ổn. Bây giờ các bạn sẽ tự chấm điểm cho từng video của các bạn. Rồi, cái topic của video này nó có liên quan đến cái niche, là cái ngách của kênh hay không? Nếu mà một video không liên quan đến kênh, rất có khả năng video đó sẽ bị flop. Rồi, nếu có các bạn chấm một điểm. Cái topic của video này từ đâu ra? Nếu mà các bạn trong giai đoạn mà mới tập làm xây kênh á, các bạn tự nghĩ topic á, khả năng topic đó cũng sẽ flop, cũng sẽ không viral được. Cho nên các bạn cần phải tìm topic đang trending, hoặc là topic từ video đã viral rồi, hoặc là topic mà nhiều user, nhiều người comment, nhiều người hỏi thì các bạn mới nên làm topic đó. Còn nếu tự suy nghĩ là không viral. Nếu mà topic của bạn nó nằm ở những nơi mà mình kể thì các bạn cho thêm một điểm. Nếu bạn là khách hàng thì bạn có muốn share hoặc sell là lưu cái video này lại á, nếu mà bạn không thấy cái lý do gì để người ta chia sẻ hoặc lưu video này lại thì đây là một video không có giá trị, thì chắc chắn nó không viral được rồi. Còn nếu có thì các bạn thêm một điểm. Rồi, cái này quan trọng nè, cái câu hút của cái video này nó có dễ hiểu và gây tò mò hay không? Bạn tự đọc thử, bạn thấy nó có giúp cho bạn hiểu liền về cái nội dung và gây tò mò hay không? Nếu có thì thêm một điểm. Cái câu hút có được nói một cách rõ ràng, dễ nghe và cảm xúc hay không? Nếu có, bạn thêm một điểm. Cái thứ sáu, cái này là có cũng được, không có cũng sao nha. Nếu có càng tốt nha. 3 giây đầu các bạn có biết cách sử dụng những hình ảnh của người nổi tiếng hoặc một cái bức hình nào đó mà ai cũng biết để đưa vào 3 giây đầu hay không? Nếu có, các bạn chấm thêm một điểm nữa. 3 giây đầu các bạn có yếu tố chuyển động hay không? Đây là cái bí quyết để thu hút người xem trong 3 giây đầu tiên. Nếu có, các bạn chấm một điểm. 3 giây đầu của video có sound effect hay không? Đây cũng là bí quyết thu hút người xem trong phần mở đầu. Nếu có, các bạn chấm thêm một điểm. Kịch bản của cái video này là gì? Format 1-2-3 hay là storytelling? Nếu mà các bạn biết ứng dụng một trong hàng format đấy để làm video này thì các bạn chấm một điểm. Video này có tuân theo nguyên tắc chuyển cảnh 3-5 giây chuyển cảnh một lần hay chưa? Đây là bí quyết để các bạn giữ chân người xem trên video của bạn. Nếu có, các bạn chấm một điểm. Chuyển cảnh trong video này nó có đa dạng hay không? Như là zoom in, zoom out, chuyển cảnh bằng footage, chuyển cảnh bằng hình ảnh, thay đổi góc quay. Đây là bí quyết để bạn giữ chân người xem trên video của mình.
nếu có các bạn chấm một điểm. Mood and tone của video này nó có phù hợp với nội dung hay chưa? Nếu có các bạn chấm một điểm, bởi vì đây là tiêu chí để giúp cho video của bạn chuyên nghiệp hơn và giữ chân người dùng lâu hơn. Video này có làm phụ đề 100% hay chưa? Nếu có chấm một điểm. Video này có sử dụng text để nhấn mạnh và sound effect trong video để thu hút các ý quan trọng hay chưa? Nếu các bạn biết làm này rồi thì chấm một điểm. Phần cuối của video, các bạn có biết cách sử dụng những kỹ thuật câu tương tác hay chưa? Ví dụ như kỹ thuật loop, kỹ thuật kêu gọi để lại comment. Nếu các bạn có ứng dụng những kỹ thuật này, chấm một điểm. Video này các bạn có làm thumbnail chưa? Thumbnail có thu hút hay không? Đây là bí quyết giúp cho người ta click vào xem video của bạn. Nếu có, các bạn chấm một điểm. Video có được đăng với caption và hashtag đúng hay chưa? Đây là một trong những yếu tố giúp cho nền tảng phân phối nội dung của bạn đúng với tập người xem. Nếu có, các bạn chấm một điểm. Sụt video và âm thanh nó có chất lượng hay không? Ví dụ những sụt quay có phải là quay Full HD 60fps và âm thanh được thu bằng micro, không bị dính tạp âm hay không? Nếu các bạn làm được điều này, chấm một điểm. Video nó có cài cắm cái yếu tố thương hiệu vào hay chưa? Nếu có, chấm một điểm. Trong video có một yếu tố nào đó gây bất ngờ hoặc phá vỡ nhận thức hay không? Đây là một trong những yếu tố khiến cho video của bạn nó dễ viral lên rất nhiều. Nếu có, các bạn chấm một điểm. Rồi, đó là 20 điểm mà các bạn cần kiểm tra trong từng video của các bạn. Nếu như tất cả các video của bạn đều làm đủ hết những cái yếu tố này, hoặc là từ 18 trên 20 điểm trở lên, thì mình chắc chắn rằng cái video bạn khả năng viral rất là cao. Nếu mà bạn chưa viral thì có nghĩa là bạn đang làm quá ít video. Các bạn chỉ cần làm thêm video theo đúng những tiêu chí này. Còn nếu mà các bạn chưa biết cách để đạt được những số điểm cao như vậy, chưa biết cách để thỏa mãn những tiêu chí này, thì các bạn nên đi học. Các bạn học đâu cũng được cả. Trên YouTube cũng có rất nhiều người hướng dẫn miễn phí, các bạn chịu khó tìm mà sẽ ra. Nhớ nha, phải học, học mới biết cách làm. Nếu mà các bạn thực sự chưa biết cách làm á, mà các bạn tự nghĩ là bạn biết cách làm rồi á, thì nó không đúng, nó không ra kết quả. Các bạn cứ làm đại, làm hoài, nó tốn thời gian. Thực ra cái thời gian mà các bạn tiêu tốn để làm những cái sản phẩm không đúng, nó mệt hơn rất nhiều là bạn đi học nữa. Nếu các bạn muốn tiết kiệm thời gian thì các bạn có thể đăng ký cái khóa học là Video Mastery và đăng ký cái gói là module 1-2-3 thôi. Thì trong module 1-2-3 mình sẽ chỉ cho các bạn cái công thức để làm video thu hút và thuyết phục. Thì công thức đó sẽ giúp cho các bạn giải quyết được hết tất cả những vấn đề này. Mọi người hãy click vào cái link bên dưới để tham khảo chương trình Video Mastery và chú ý đặc biệt ở cái phần là module 1, 2 và 3. Còn module 4 và 5 thì tùy các bạn.